Cứu xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm. Cho mọi kinh mọi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành được nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Nguyễn Lê Cường, là người anh em của chúng con, đã bị ung thư dạ dày ác tính, di căn hạch và di căn phúc mạc. Dự kiến sẽ là cắt mổ bao tử này theo tây y. Không biết là vì một lý do nào đó mà người anh em của chúng con chưa cắt được và chạy đến đây để xin chữa trị. Xét về mặt tây y hoặc là về mặt bệnh tình của anh này thì không còn cơ hội chữa trị, nhưng chúng con là những người trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa là đứng vào lòng thương xót, hãy ra tay cứu chữa người anh em của chúng con là Nguyễn Lê Cường, để người anh em này có cơ hội trở về với một sức khỏe bình thường để phục vụ cho chòm sớm láng giềng, cho vợ con, cho gia đình và cho tất cả những anh chị em trên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đó là cái lòng thành của chúng con, cầu xin Chúa là đứng vào lòng thương xót. Đại cha cũng cầu xin các anh em trên cộng đồng mạng để cầu nguyện cho người anh em của chúng ta mau lành bệnh, để người anh em của chúng ta phụng sự lại chúng ta sau này. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc lành cho ông chủ tịch chữ thập đỏ phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang có mặt ở đây. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc lành cho bác sĩ Đông Y Nguyễn Nhân Đồng, là giám đốc phòng khám yêu thương và cho không ở đây. Chúng con cũng cầu xin Chúa chúc phúc lành cho các lương y ở đây để mọi người cùng nhau mạnh khỏe và chữa lành bệnh cho anh Nguyễn Lê Cường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể vì danh Chúa nhân từ cho các đạn linh hồn được linh chốn nghỉ ngơi, mình xem theo mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Xin ông Du Xe hãy tiếp tục hướng dẫn chúng con chữa lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời mọi người ngồi nhé. Rồi có mấy chuyện sau đây ta nói cho con nghe nha Cường. Con không muốn được hết bệnh thôi. Con đã bệnh lâu chưa? Dạ, rất nhiều rồi. 4 tháng rồi. Trong 4 tháng vừa qua con bị nó hành dữ không? Nó hành như thế nào con nói cho nghe nha. Nó đau, nó tức. Đau, nó tức. Dạ, nó tức bụng, nó đau. Nó tức bụng. Để ăn vô như thế nào? Nhiều lúc ăn vô thì nó làm cho mình ói. Nói chung là dạ dày của con bây giờ nó giống như thùng rác vậy. Nó giống như cái thùng rác thì mình đựng đồ tùm lum trong đó. Nó hư đó nè, nó mục. Cho nên theo cái lời sinh thiết của Hòa Hảo đó, thì con phải hết sức theo phác đồ này. Và ngược lại, nếu con nghĩ rằng nếu con theo tây y con cắt nó hết không? Dạ, bên đó nói cũng không hết luôn. Bên đó cũng nói không hết luôn. Dạ. Sao vậy, sao cắt nó hết? Không biết. Mình nói ở bên đó, tại vì như thế này, bác sĩ có nói rằng là sẽ cắt thì sẽ nối cắt hết toàn bộ luôn cái dạ dày và nối cái ruột non lên. Nối ruột non lên, thành ra cái ruột non thì cũng như nó nhỏ, nó mỏng thì cho phải ăn ít thôi. Nhưng mà sợ thời gian không bảo đảm được là nó sẽ tụt. Giống như mình nói, tụt ra mà nếu đã tụt ra rồi thì không chữa được. Coi như vô phương. Thành ra chính vì lý do đó mà gia đình mới nói là thôi quyết định là không mổ, không cắt. Chứ bây giờ cắt rồi thì một thời gian rồi nó tụt, lỡ nó tụt ra thì cũng không thấy. Mà trong khi mà cắt rồi thì cũng không ăn uống gì được. Cũng chỉ ăn một muỗng hai muỗng nước, tại vì chỉ nối cái ruột non lên thôi, thành ra nó nhỏ nó không lấy. Thành ra chính vì vậy nên ăn nhầm thôi, quyết định không được. Như vậy theo con thì còn chỗ nào cứu con nữa không? Không biết. Ngoài cái chỗ này đi, mình bỏ chỗ này đi, ngoài chỗ này ra còn con nghĩ còn chỗ nào cứu con không? Dạ, con chưa có được, con chú ý chỗ nào nữa.
Nói chung các bác sĩ Việt Nam giỏi nhất con đã đi rồi. Và các bác sĩ đã trả lời cho con rằng nếu cắt cũng chết mà không cắt cũng chết. Vậy phải vậy không? Bác sĩ Đồng nghĩ rằng bên Mỹ là như thế không? Bên Mỹ nếu mà ung thư mà dương bao tử vậy là họ xạ trị rồi, hóa trị xạ trị rồi. Mà hóa trị xạ trị cùng cái đồ mà sắc xuất thành công mà cứu sống cùng rất là hiếm. Đây là bác sĩ Đồng. Bác sĩ từ Mỹ vậy. Nó thành ra gia đình quyết định không cắt, đó là quyết định thông minh. Vấn đề thôi cắt ngay nó mất tự nhiên đi. Nhưng mà may có cái công nghệ và nano của Linh Mục Nguyễn Văn Tường thì chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng anh Cường sẽ được cái bệnh ung thư này sẽ được can thiệp, vì quá khứ chứng minh điều đó rồi. Phòng cái giả thương giả lá này đã cứu trên 40 ca bệnh nhân rồi, và cái công nghệ nano này được các nhà khoa học tại Hà Nội trong một hội thảo vừa qua có một viện sĩ, bảy tiến sĩ, mười mấy thạc sĩ và giám đốc bệnh viện ung bướu, trung tâm nghiên cứu ung bướu ung thư của Hà Nội cũng họ rất là tán thành cái công nghệ này. Thành ra gia đình đem tới đây thì nghĩ là cái rất là may mắn. Trong những ngày tới thì hy vọng bệnh nhân sẽ lành bệnh, nếu bệnh nhân thi hành đúng nội quy và đúng cái phác đồ mà Linh Mục Tường đưa ra. Rồi, cảm ơn bác Đồng. Vậy thì rõ ràng là theo lời của bác sĩ Đồng ở Mỹ đó, thì bác sĩ vẫn khẳng định là ở Mỹ xác suất thành công không cao, có thể là không hết bình thường. Ở Việt Nam cũng vậy thôi. Bây giờ ở Việt Nam chữa bệnh bằng Tây Y cũng giống như bên Mỹ vậy. Có khi còn tiên tiến không thua bên Mỹ, bác Đồng đồng ý không? Yeah. Tiên tiến không thua bên Mỹ. Nhưng mà có một điều con nên nhớ rằng là hiện nay tất cả các bác sĩ đang bó tay với ung thư. Đang bó tay với ung thư. Còn ở đây chẳng qua là mình chữa được ung thư, chẳng qua là nếu mình nói theo kiểu thế gian thì người ta gọi là có tài, đúng không nè? Còn nếu mình nói theo kiểu thiên liêng là chắc Chúa cho Phật độ, phải vậy nè. Thôi thì bây giờ ta quan trọng nhất là ta thực nghiệm. Ta đã thấy ở đây thành công quá nhiều ca nan y. Và hôm nay ta có cơ hội để chữa bệnh bằng công nghệ. Chữa bệnh bằng công nghệ, hai chữ khác nhau nha. Công nghệ nó khác chứ là chữa bằng thuốc. Khác thuốc hoàn toàn. Vì công nghệ này là công nghệ là nước, chữa bằng nước. Chữa bằng nước chứ không phải là chữa bằng thuốc như mà mình phải bẻ tự nhiên bỏ vô họng uống, hay là mình chích vô, hay là mình chích bơm thuốc vô người, chữa bằng công nghệ bằng nước. Mà nãy bác sĩ Đồng nói là công nghệ này đã được tán thành từ các nhà khoa học đầu ngành của nước Việt Nam mình ở tại Hà Nội đã chấp thuận rồi. Thì giờ bây giờ cha khuyên con mấy điều sau đây. Về phía công nghệ thì cha không nói nữa nha. Còn về phía chữa bệnh thôi, vì về phía công nghệ là đã thành công rồi. Cách chữa trị bệnh như thế nào cha cũng đã nói một năm nay trên các clip rồi nha. Thì cha không cần nói những phần này lại cho con, cha chỉ nói cái nội quy thôi ha. Nội quy phòng khám được gọi là nội quy công nghệ đó, nó đúng hơn là nội quy công nghệ. Vậy thì cái nội quy công nghệ này cha sẽ nói cho con nghe qua các lương y, các bác sĩ đây nói, cha cũng không nói luôn được không ha. Hồi nãy là cha nói là cái công nghệ này ra đời cha đã nói cách đây một năm rồi, cha không nói lại. Nếu như tụi con muốn biết công nghệ này như thế nào tụi con lên mạng xem, là cha đã nói rồi cha không nói lại. Bây giờ cha chỉ nói nội quy thôi, nội quy của phòng khám và nội quy của công nghệ. Vậy thì cha nói nội quy phòng khám và công nghệ này thì cha giao lại cho bác sĩ Đồng và các lương y nói cho con nghe, cha cũng không nói nữa. Rõ ràng cha đã lớn đến lúc cha không nói rồi đó nha. Cha không nói. Vậy thì cha nhờ tất cả những người này nói. Vậy ngày mai này, bắt đầu từ hôm nay trở đi, những người này nói với con cái gì, với người nuôi cái gì, đó là cha nói. Con nghe cho kỹ hôm nay nha. Tất cả những người này sẽ nói với con điều gì, dặn dò con điều gì, chỉ dẫn con điều gì, hướng dẫn con điều gì, thì con nhớ đó là cha. Chứ cha không nói nữa, nghe cha không nói nữa, đó, ha. Rồi con đồng ý không?
Đồng ý không? À, đồng ý nha. Vậy thì thay vì cha nói hôm nay thì cha sẽ không nói. Cha nhường lại cho bác sĩ Đồng và cho các lương y này nói với con nha. Vậy cha xóa chỗ cha không nói nữa. Vậy nội quy cha nói rồi đó. Coi như cha, cha nói như thế là cha đã nói nội quy rồi. Vậy các thầy cố gắng chỉ dẫn đã nha. Về phía phòng bệnh, về phía nhà ở, về phía này kia cái nọ được đầy đủ hết. Bây giờ cha nói cái đạo lý thôi. Đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn trái nhớ kẻ trồng cây. Hôm nay con có mặt ở đây để khám bệnh, để chữa bệnh chứ không phải khám, để chữa bệnh. Mà may mắn cho con là con gặp được cái công nghệ nano này, đó là một cái dịp may mắn cho con vô cùng. Vậy thì cha dạy con rằng là con phải cảm ơn Chúa, cảm ơn trời, cảm ơn Phật. Con tôn giáo nào? Phật thì con phải cảm ơn Phật đã gia hộ cho con, đã dẫn đường con đến đây để được chữa bệnh. Điều đầu tiên con phải về nhà trọ, con uống thuốc, rồi con phải trì chú đại bi thế này, rồi con phải đi cúng dường cho các chùa, cho chư Phật. Điều đó con là đạo Phật con phải làm được. Cúng dường đâu ai biểu mình cúng nhiều hết. Điều quan trọng là mình có tâm cúng dường nhé. Rồi mình gặp các sư, các thầy mình phải kính nể, mình phải trọng dụng, mình phải coi đây là những người mà gọi là đại diện cho pháp, đại diện cho pháp là cho lời của Phật. Cho nên tăng ni mà tất cả những người đó là những người gọi là những người cứu mạng tinh thần của con nha. Con phải nhớ những người đó. Bên cạnh con phải nhớ cha mẹ của con, vợ con của con, những người đã lo lắng cho con đến ngày hôm nay, rồi họ dẫn theo chân con để con được chữa lành. Con phải nằm đó, con phải nhớ lại những công khó mà mọi người đã bỏ sức ra, đã bỏ công ra để mà bảo vệ con đến ngày hôm nay, bảo vệ đến đây. Cha cũng nhắc thêm là về phía chính quyền của Việt Nam, ông chủ tịch chữ thập đỏ của phường Cô Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, thấy không? Ông đâu có ở không con. Ông đâu có ở không mà ông dẫn con đi vậy. Mà ông dẫn con đi như thế này rõ ràng là con phải nhìn ra một cái phước báo con còn. Thế thì con không được làm ổng mất lòng tin. Khi ổng dẫn con đến đây thì điều đầu tiên ổng cũng phải có một cái tình thương với con dân của Việt Nam ổng, mà nhất là trong quận 1 của ổng. Điều thứ hai nữa là ổng cũng có một cái niềm tin nào đó ổng mới dẫn con đi như vậy. Tức là niềm tin vào chữa bệnh. Tức là ổng tin rằng là tất cả những bệnh viện không cứu được con. Phải vậy không nè? Sau đó còn chỗ này nữa, ổng hy vọng là còn nước còn tát, ổng mới dắt con đến đây. Vậy thì nãy giờ cha nói cái đạo lý cho con nghe là nhiều cái đạo lý đó con không được bỏ nhé. Và để giữ những cái đạo lý đó tốt, để giữ những cái đạo lý đó tốt thì con phải nghe cái nội quy phòng khám công nghệ. Nội quy của phòng khám và nội quy của công nghệ. Ví dụ nội quy của phòng khám là gì? Con phải có mặt vào lúc mấy giờ, rồi con phải nghe lời các lương y dặn dò như thế nào. Đó là nội quy của phòng khám. Rồi nội quy của công nghệ, con phải ăn cháo như thế nào, con phải uống thuốc ra làm sao. Đây là nội quy của công nghệ. Nó có hai cái nội quy, các thầy nhớ nhắc nha. Có hai cái nội quy này. Thì khi con giữ hết những điều này, tức là con đang đền đáp công ơn uống nước với nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Con hiểu chưa? Ha? Các người đi theo hiểu không? Thì nhắc chồng mình nha con, nhắc con của mình nha, nhắc vợ của mình cho nó hiểu được cái nội quy của phòng khám và nội quy của công nghệ. Thì khi nó giữ được hai cái nội quy này, tức là tự khắc nó là ăn trái với kẻ trồng cây và uống nước với người đào giếng nha. Cha nói vậy được rồi hả con ha. Những cái cha nói vậy là tốt rồi ha. Còn ngược lại thì hôm nay bác sĩ Đồng sẽ ký xác nhận cho con để được nhận bệnh nha. Vì bác sĩ Đồng là giám đốc ở chỗ này thì ông sẽ nhận một ký tên vô đây để nhận bệnh con và có các thầy làm chứng, các thầy lương y làm chứng. Thì bên cạnh đó có ông chủ tịch chữ thập đỏ quận 1 cũng sẽ đồng ký tên vô đó để chữa lành cho con. Thì trên cái giấy xác nhận này thì khi ký xong rồi thì ông chủ tịch chữ thập đỏ phải giữ lại một bản để khi mà chủ tịch phường, chủ tịch quận 1 hỏi ông đi đâu thì ông có cái giấy này ông đưa ra là tôi đi như thế này nhé. Chứ ông không có bằng chứng gì hết rồi rủ về ông chủ tịch ủy ban phường cũng hỏi ông khó lòng nha. Ông phải giữ lại bản nha.
Rồi tiếp theo nữa là khi con vô đây con khám bệnh thì con làm một cái đơn xin khám chữa bệnh miễn phí, tức là con khám bệnh không phải tốn tiền. Tụi này tụi con có coi trên mạng chưa? Biết hết rồi không? Biết ráo tội hết rồi không? Rồi vậy con phải ký vô đây để khám bệnh không tốn tiền nha. Rồi con phải làm một giấy cam kết khám bệnh trong quá trình điều trị bệnh cho con, lỡ xảy ra chết con không được thưa kiện. Con có đồng ý không? Chỉ có ở nhà con cũng chết mà, tới đây con chết con thưa người ta là sao? Hả nè. Rồi con thưa cha thì cha đi ở tù cũng khó đâu. Cha con mình cha ở tù cho khỏe, cha ở tù cho khỏi lo thế gian. Nhưng mà rủi mấy thầy này chưa có vợ chưa chồng, lỡ con thưa người ta đi ở tù thì ông này cũng còn vợ nữa, thưa ổng ổng giờ không về Mỹ được. Ông này chủ tịch cũng làm đi ở tù kỳ quá. Hả nè. Thương mình cha đi ở tù mà hai cha đi ở tù cho lôi hết mấy người này đi theo. Con sụt. Thì tóm lại con phải ký vô trong này. Có con ký, có vợ con ký và con chủ tịch ký vô. Để có xảy ra bất trắc không được thưa kiện bất cứ một người nào trong trong cái bàn giấy này nhé con. Đồng ý không? Rồi ok, vậy ký tên vô ha. Rồi. Cho mọi người ký tên vô là xong. Vậy là những gì cha nói nãy giờ là cha tóm gọn lại hết những cái cha đã nói rồi ha. Vợ con với vợ con ký thêm ông chủ tịch. Đóng một cái mộc này vô đây để chứng minh rằng mình không có lấy tiền. Đóng mộc vô giấy xin khám chữa. Lại à cũng đầy. Nội dung nha. 1592. Rồi, như thế này là con sẽ được miễn phí nha. Có bác sĩ Đồng đóng vô rồi thì con sẽ được chữa bệnh không tốn tiền. À, chút nữa viết vô sao? Giữ giấy này mới quan trọng nha. Giấy này là giấy phòng trọ. Rồi bắt đầu ký vô. Đặt sau lưng ký vô. Sau lưng. Rồi. Như vậy chúng ta có một cái hồ sơ để trị bệnh ở đây là nó có 2-3-4 bên chứng thực nhé, để mình yên tâm mình làm việc, mình không có phải kiện cáo ai và cũng không ai kiện cáo mình. Ngày mai này con trị bệnh không nổi thì con phải xin về, chứ con đừng có bỏ phòng trọ về, cũng như con đừng bỏ đây về. Nhưng mà cha cũng nói trước với con là con có xin về cũng không có giải quyết được. Con phải ráng cố trị ở đây nha. Tới đây khó lắm con. Hôm qua kia đứa nào điện cho cha nó được cứu sống rồi, phải con không? Ở Bình Dương rồi, vậy ca này đâu? Ca này con có trước khi con xuống đây con điện cho không? Dạ có. Con với em con điện lâu chưa? Dạ được khoảng tuần đó. Mỗi ngày cha có quá nhiều ca bệnh. Đứa nào nó điện nó nói cha ơi con được cứu sống rồi, chủ tịch chữ thập đỏ dắt về rồi. Thì cha tưởng ca này chứ. Vậy là còn một con ở Sài Gòn nhưng mà con ở Bình Dương. Vậy hả? Dạ. Thôi thì cha có rất nhiều ca, cha không biết ca nào. Thôi thì rõ ràng là thí dụ như con là người nói điều đó thì con phải cố gắng trị cho hết rồi mới về. Cố gắng. Hồi nãy cha có nói một cái ca ra viện, nãy có ký tên cho ra viện đó là do bởi mình chữa chùa đó, chịu chữa.
chữa chùa, tức là chữa không tốn tiền, nó muốn chữa chữa không không. Nhưng mà con ơi, ở đây chữa không tốn tiền nhưng chữa hết bệnh. Nhưng mà con đừng nghĩ rằng là không tốn tiền rồi con bác đi những cái chữ ký này là nhân quả nó tới lẹ. Con bác con chủ tịch chữ thập đỏ dắt về năn nỉ lại lục ổng mới dắt về chứ đâu tự nhiên dắt. Rồi con tới đây con gặp cha và các bác sĩ này, người ta cũng cực khổ, người ta chữa cho mình mà mình vừa bụng mình cái mình chữa, vừa bụng mình hất mình đi, quả tới con. Đời có quả có nhân, có nhân có quả, không chạy đâu khỏi hết. Bây giờ con thấy con được làm một bộ hồ sơ này đâu đơn giản được. Rất nhiều người mà phải rất tốn rất nhiều thời gian để mà ngồi lại với nhau để mà cứu con. Mỗi người có một công việc riêng, đâu ai ở không mà ngồi lại giúp con. Thế nhưng mà vừa bụng con ở không vừa bụng con về, cha thấy đứa nào đi về chết sạch, muốn đứa nào sống. Nó tới đây nó chữa rồi, nó vào bữa sau nó khỏe rồi nó đòi ăn. Nó đòi ăn không cho nó ăn, nó bẻ còng nó đi về. Rồi nó đi về nó chết, nhưng nó không sống. Nhưng mà nó quên đi rằng trước khi nó đến đây nó sẽ đòi biết bao nhiêu điều kiện mới được đó. Mà nó đến rồi nó đòi theo ý nó là phải ăn thì ăn đi chứ. Nên nãy cha nói đó, cái quy tắc, cái nội quy là nội quy công nghệ và nội quy phòng khám. Còn cái nãy là nội quy phòng trọ khác. Nội quy công nghệ, nội quy phòng khám thì bác sĩ và các thầy giúp con nha. Rồi phần của cha và mọi người đã xong rồi ha. Bây giờ con mời ông chủ tịch chữ thập đỏ có dạy dỗ chúng con gì không? Có nói gì chưa không? Nói về câu không? À, trước hết là xin cảm ơn cha. Dạ. Và phải nói là má của bệnh nhân Cường á là hội viên chữ thập đỏ của phường. Dạ. Do đó thì má của bệnh nhân Cường có qua nhà tôi để dạ. Xuống đây để trước hết là cũng nhờ cha là nhờ các linh y. Dạ. À, tôi cũng mong mình cha và các linh y là giúp đỡ cho bệnh nhân mình và để trở về khỏe. Mà để làm giúp cho công tác cho học được hơn. Ok, cảm ơn bác sĩ Đồng với dạ. Rồi kính thưa cha với chủ tịch với gia đình bệnh nhân. Ông bà mình ngày xưa nói rồi, đường đi khó không khó vì ngắn sông cách núi, mà chỉ khó vì lòng người hay ngài núi e sông. Thì nếu mình bệnh, mình chịu khó, mình tin tưởng, cho dù là ung thư là gì? Ung thư là bệnh tử. Nhưng mà ung thư nó đi đôi với cái án tử hình rồi. Nhưng mà nếu mình tin thì cùng vượt qua thôi. Bằng chứng cái công nghệ nano này đã cứu sống trên 40 bệnh nhân rồi. Các nhà khoa học tại thủ đô Hà Nội cũng đã khen tặng lên một tường rồi. Trên báo chí không những ở Việt Nam mà cả ở ngoại quốc nữa, Úc đều tán thán cái việc làm này của cái bệnh viện già lá này. Thì đạo hữu là Phật tử, tôi cũng Phật tử vậy. Thì bệnh là gì? Bệnh là cái tướng của nghiệp. Bây giờ mình vô đây trong vòng một tháng hai tháng giống như mình tẩy nghiệp thôi, mình không ăn thịt cá nữa, mình ăn cháo nano, trả lại cái lòng từ bi, rồi mình phát tâm lên. Rồi mình uống thuốc đây thì nếu những bệnh nhân đi trước đã lành thì tôi nghĩ là em cũng lành vậy. À, thì mình phải quyết tâm, thế à? Mình sống bây giờ không phải không sống cho cá nhân mình nữa mà sống cho vợ con, cha mẹ, anh em, bạn bè. Đó, vì lại đó để khỏi phụ lòng linh mục Tường, ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ, thân chúc em mau lành, nghe lời của các thầy để chỉ dẫn thì mình dù có khó khăn nào chúng ta cũng vượt qua. À, em cố gắng vào cùng khuyên gia đình cố gắng phát tâm lên. Kinh Phật có nói rồi, muốn không có bệnh thì phải đừng sát sanh, trái lại phải phóng sanh nữa. Thôi lời ít ý nhiều, mong gia đình bệnh nhân một lần nữa con cũng xin tán thán công đức của cha Tường và ông chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ của quận 1 phường Cô Giang đã tới đây để vì tình thương cho công nhân của mình. Xin trân trọng kính chào cộng đồng mạng. Chúng ta đứng lên đọc kinh. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Chúng con cầy dì danh Chúa nhân từ cho các bản linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng nay như vậy cùng những danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin mời ông chủ tịch chữ thập đỏ dắt bệnh nhân đến phòng khác.
mình sẽ thành công nhé, gửi lại cho các thầy.